đổi chiếc xe mới. Hôm kia, đột ngột, Đức vua Pasenadi một mình một ngựa đến kỳ viên Tịnh Xá tìm gặp Đức Phật với dáng vẻ mệt mề, thiểu não. Đức Phật đã sớm biết chuyện gì nên đón Đức vua ngay tại hương phòng, nắm tay ông dìu vào bên trong, chỉ cho ông ngồi trên một chiếc ghế. Trẫm mập quá, quỳ xuống đảnh lễ không được, xin Đức Thế Tôn xá tội. Không có sao, Đức Phật ân cần, bệ hạ hãy cứ ngồi tự nhiên. Tâu dân. Bệ hạ đã gần 70 tuổi rồi, nên ăn ít lại và cũng nên vận động tay chân một chút. Tâu dân. Trẫm có tập đi kinh hành do hoàng hậu Malika hướng dẫn, nhưng nay thì bà ấy đã đi rồi. Bà ấy mới đi hồi đêm, lúc vừa rạng sáng. Đức Thế Tôn ơi, trẫm buồn quá, không thiết ăn thiết uống gì cả. Ừ, Như Lai biết. Người mình thương yêu nhất mà lại phải lìa xa thì đau khổ lắm. Đúng là đau khổ quá, nhớ như mới hôm nào, chỉ vừa mới đây thôi, thế mà đã cách biệt nghìn trùng. Đức vua cúi gục đầu xuống, ra chiều thương tâm, không làm chủ được cảm xúc. Đức Phật biết nên trao cho Đức vua một chiếc gối, rồi nói: Bệ hạ cứ nằm nghỉ một lát, khóc được thì cứ khóc, Như Lai sẽ đi kinh hành bên ngoài, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Trong hương phòng, Đức vua sụp sùi, nước mắt ngắn dài nhớ thương hoàng hậu, rồi ông đắm chìm trong hồi tưởng, suy tưởng của mình. Còn Đức Phật thì ngài biết rõ về tâm tánh của hoàng hậu, biết cả những bí mật của bà, mà cho chí Đức vua cũng không biết. Và câu chuyện như sau. Số là lần ấy, hoàng hậu vào phòng tắm, cởi xiêm y để tắm, không để ý con chó cưng của bà cũng vào theo. Khi con mình cúi xuống, không ngờ con chó thấy vậy đã làm cái chuyện bất tịnh với bà, và bà lại để yên. Từ tầng trên cung điện qua lớp cửa kính, tình cờ Đức vua nhìn thấy hết. Ông đi xuống và lần đầu tiên đã mắng nhiếc bà một cách thậm tệ. Bà vốn lanh trí nên tìm cách chối quanh, chống chế. Đại vương, đừng nghĩ quan cho thiếp, cái phòng ấy kỳ lạ lắm. Ai ở trong đó, người khác nhìn vào đều thấy những hình ảnh quái gở. Đức vua vốn thật thà nên hỏi lại: Quả có thế sao? Bà nói: Thì Đức vua cứ vào đấy thử xem. Đức vua đi vào trong, vừa khép cửa lại thì ngoài này bà đã la lên: Đại vương làm cái gì xấu hổ với con dê cái như vậy? Đức vua lại cãi: Ta có làm gì đâu. Bà bèn nói dối: Chính mắt thiếp trông thấy rõ ràng mà. Tin chuyện ấy, Đức vua bỏ qua, không cật vấn lại nữa. Tuy nhiên, hoàng hậu Malika luôn cảm thấy bất an. Dầu đã dối gạt được nhà vua, nhưng bà đã phạm một tội trọng. Chuyện ấy Đức Phật biết, chư vị trưởng lão tăng ni có thắng trí đều biết. Do vậy, bà luôn hổ thẹn ở trong lòng. Từ độ ấy, bà thầm nguyện trong lòng phải tu tập cho tốt hơn, làm việc lành cho nhiều hơn. Trọng lượng tội lỗi dù chỉ bằng một hạt cát, nó sẽ chìm rơi xuống bốn đường ác. Nhưng trọng lượng tội lỗi của một viên đá to nằm trong lòng chiếc ghe thiện pháp lớn, nó không bị chìm, sẽ được nổi. Bà còn nhớ mãi nội dung một thời pháp về thiện, về ác mà Đức Phật đã đưa ra hình ảnh ấn tượng ấy. Do vậy, bà đã đặt bát và cúng dường tứ sự rất nhiều đến Đức Phật và tăng chúng, ngân khoản lên đến 140 triệu đồng tiền vàng. Riêng Đức Phật thì bà đã cúng dường đến ngài 4 món bảo vật vô giá, đó là một chiếc lọng trắng, một chiếc giường, một ghế ngồi và một vật đỡ chân. Tất cả chúng đều bằng châu báu và chỉ để trưng bày, chứ Đức Thế Tôn không bao giờ sử dụng. Đức Phật còn biết rõ hoàng hậu Malika lúc hấp hối, bao nhiêu việc làm tốt đẹp ở trong đời bà lại quên hết, nhưng cái hình ảnh xấu xa kia nó lại hiện ra, chi phối trọn vẹn tâm thức cuối cùng, lập trình cận tử nghiệp đưa bà đọa sanh địa ngục A Tỳ. Đức vua Pasenadi rất yêu thương hoàng hậu Malika nên đau thương buồn khổ vô cùng. Bà vừa mới mất, chưa làm lễ quả táng mà Đức vua đã tìm đến Đức Phật,
là nóng lòng muốn hỏi ngài xem sanh thú của hoàng hậu đi về đâu. Biết đức vua rất sủng ái hoàng hậu, nếu cho biết cảnh giới hiện tại của bà thì ông ta càng đau khổ hơn. Lại nữa, nếu biết bà, một người có đức tin kiên cố, bố thí cúng dường rất nhiều và rất chí thành mà rơi vào địa ngục, thì số phận của nhà vua sau này sẽ ra sao? Và như thế, mọi đức tin trong ông ta sẽ tiêu tùng hết. Vì nghĩ vậy nên sau khi đức vua tỉnh dậy vào hương phòng, Đức Phật đã khôn khéo dùng thần lực siêu nhiên làm cho đức vua quên hẳn lý do đi đến tịnh xá. Đức Phật lại còn thân tình nắm tay đức vua đi dạo vài vòng ngoài khu vườn rồi nói chuyện như bình thường. Đại vương dự định hôm nào sẽ làm lễ quả táng cho lệnh bà? Có lẽ 7 ngày và có lẽ phải cử quốc tang cho trân trọng, bạch Thế Tôn. Có cần như thế chăng, đại vương? Sao đại vương không dùng mọi khoản phí ấy để đặt bát cúng dường chư Tăng Ni 100 vị, 200 vị, rồi nhờ đức thanh tịnh của Tăng Ni để chú nguyện phước báo cho lệnh bà? Trẫm xin vâng lời Thế Tôn, giống như hoàng hậu sinh thời thường vâng lời Thế Tôn vậy. Cho trẫm mời thỉnh đức Thế Tôn và Tăng Ni 2000 vị ngay ngày mai. Cảm ơn đại vương, và cũng không cần phải làm lễ quốc táng nữa. Nếu muốn tăng thêm ý nghĩa, sao đại vương không tha bớt tội tù, miễn bớt thuế má cho dân, thì phước đức vô biên vô lượng đó. Tâu dân. Đức vua cúi đầu xuống. Trẫm sẽ làm đúng như Thế Tôn dạy bảo để hồi hướng phước báo cho hoàng hậu. Sau đó đức vua cúi lạy rồi ra về. Và ngày thứ nhất, hoàng cung của đức vua như sáng rạng và vinh quang hẳn lên do 2000 tăng ni có Đức Phật dẫn đầu ôm bát đến thọ thực. Bên kim quang bằng gỗ trầm hương được phủ đầy hoa thơm của lệnh bà, Đức Phật lặng lẽ chú nguyện. Sau đó Đức Phật thuyết một thời pháp có ý nghĩa về vấn đề sinh tử của đời người. Ngày thứ hai đến ngày thứ bảy là phiên hai vị đại đệ tử và chư đại trưởng lão dẫn đầu cũng ôm bát đến hoàng cung thọ thực, rồi cũng chú nguyện lặng lẽ và thuyết những thời pháp khác nhau. Đức vua nhớ lời dạy bảo của Đức Phật, lệnh cho quan tòa và quan ngục xét lại án để tha bớt tội tù, đồng thời miễn xá tất cả các loại thuế trong suốt 7 ngày cử hành tang lễ. Muôn dân cả nước hoan hỷ vui mừng ca tụng đức nhân ái của đức vua, và họ cũng thầm hiểu rằng họ đã được hưởng dư phước của hoàng hậu Malika nữa. Cuối ngày thứ bảy, lễ quả táng nhục thể của hoàng hậu ngay tại sân hoàng cung diễn ra vô cùng trang trọng. Sực nghĩ lại, đức vua chỉ có việc bực mình, tự trách mình tại sao trí nhớ càng lúc càng tệ mạt, kém cỏi như thế. Sao lại không nhớ để hỏi Đức Phật hoặc chư đại thánh tăng cảnh giới lai sinh của hoàng hậu? Còn hoàng hậu Malika, sau 7 ngày thống khổ trong địa ngục để trả quả, do năng lực phước thiện quá lớn nâng đỡ, đưa bà hóa sanh vào cung trời Tusita. Vào ngày thứ 8, Đức Phật một mình ôm bát khất thực, thông dong đi đến hoàng cung. Đức vua nghe tin thỉnh ngài vào thượng điện, nhưng Đức Phật chỉ muốn ngồi nơi nhà để xe. Sau khi cúng dường đầy bát các thức ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm cho Đức Phật, nhà vua chắp tay xá ngài, rồi hỏi lại câu đã quên suốt 7 ngày qua, tức là chỗ tái sanh của hoàng hậu. Đức Thế Tôn mỉm cười. Hiện tại, bà đang thọ hưởng thiên lạc tại cung trời Tusita, tâu bệ hạ. Nghe vậy, đức vua cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng nỗi nhớ thương hoàng hậu vẫn không nguôi. Bạch Thế Tôn, từ khi nàng đi về cõi khác, trẫm cảm giác như mất hẳn sự sống. Đức Phật an ủi, bệ hạ chớ nên đau lòng, đó là quy luật bất biến. Cho mọi chúng sanh, không ai có thể tránh được. Nhưng trường hợp hoàng hậu thì bệ hạ nên mừng vui cho lệnh bà mới phải. Đức Phật đưa tay chỉ vào một chiếc xe. Bệ hạ, xe này của ai? Bạch Thế Tôn, của nội phụ trẫm. Còn xe này? Của phụ vương trẫm, Bạch Thế Tôn. Còn xe kia? Là của trẫm. Đức Phật mỉm cười. Hóa ra chiếc xe của cha lại mới hơn chiếc xe của ông nội. Chiếc xe của con lại mới hơn chiếc xe của cha.
Hoàng hậu vừa tậu được một chiếc xe mới nhất, đẹp nhất ở cung trời Tusita đấy, tâu bệ hạ. Thấy đức vua đã hiểu sự thật ấy rồi, Đức Phật lại giảng sâu hơn về pháp. Nhưng những chiếc xe được trang hoàng lộng lẫy, đẹp đẽ, trân quý thế kia, rồi cũng đến lúc cũ hư, tàn tạ, quại mục mà thôi. Cái thân Như Lai cũng thế, mà cái thân của đức vua cũng vậy. Đã gần 70 tuổi rồi, nó đang già yếu và đang lão suy đấy. Định luật hữu vi là vậy, chỉ có giáo pháp trong tâm của bậc thiện trí, nó mới không bị chi phối bởi hư mục già lão. Thấy biết được vậy, những bậc thiện trí trên đời này phải biết làm cho sáng tỏ giáo pháp ấy đến những người lành, người tốt, tâu đại dương. Những lời giảng ấy của Đức Phật được cô đọng trong bài kệ: xe vua đẹp đẽ giường bao, trang hoàng lộng lẫy, hư hao đến kỳ. Thân này đến lúc lão suy, pháp bậc thiện trí vô di chẳng già. Pháp của Đức Gotama sáng tỏ chân lý, chan hòa thiện nhân. Đức vua tính thọ lời dạy của Đức Phật đã đỡ buồn khổ và xem Ngài như chỗ nương tựa tinh thần một cách vững chắc. Kết quả ấy, một phần công lao là nhờ vào bà Hoàng hậu yêu quý của ông dạy. Nhưng Đức vua đâu có biết rằng sự thương yêu sâu đậm ấy cũng do duyên luyến ái từ nhiều đời kiếp. Vì nàng Suchata, trong Suchata Chataka, nàng Kinari trong Blatiya Chakata và nàng Sambula trong Sambula Chakata, cả ba kiếp sống ấy, ông đều là người chồng thân yêu của bà. Hoàng hậu Mallika được biết đến là một trong những đệ tử thuần thành, nhiệt tình và xuất sắc nhất trong hàng nữ cận sự của Đức Phật dạy.